những cây gỗ này chỉ bị xước vỏ. Đám người Nhật đã chửi bới ầm ĩ, nói rằng đám công nhân Đài Loan chúng mày đều là lũ phế vật. Những người công nhân không muốn tranh cãi với hắn, chỉ giải thích rằng vì trời mưa to nên đường núi rất khó đi, bọn tôi cũng rất muốn vác gỗ về, nhưng trên đường đi có một người anh em gặp tai nạn, xém chút thì mất mạng, cho nên bọn tôi mới phải kéo đống gỗ này về. Tên người Nhật Bản nghe xong quay đầu lại nhìn, quả nhiên có người bị thương rất nặng. Nhưng tên người Nhật lại nói, gỗ của nhà ngươi đâu? Không cẩn thận nên đánh rơi mất rồi. Rơi mất rồi sao? Mày có biết là khúc gỗ đó đáng giá bao nhiêu không hả? Thực ra đây đã là chuyện vô cùng bình thường, bởi vì năm 1895, Trung Quốc và Nhật Bản đã ký kết hiệp ước Mã Quan, nhượng lại Đài Loan cho Nhật Bản. Người dân trên đảo đương nhiên không đồng ý, nhưng thực lực chênh lệch quá xa, người dân dùng toàn lực phản kháng nhưng chả khác nào lấy trứng chọi đá. Chỉ mất vài ngày, tất cả các thành trấn đều rơi vào tay giặc, nhưng quân Nhật không tài nào hiểu nổi. Khi tấn công vào ngọn núi ở trung tâm hòn đảo, thì một đám thổ dân trên đảo đã mai phục từ trước. Bọn họ lăn đá từ trên vách núi xuống, bất kể quân Nhật đông đến đâu, bọn họ đều có thể lợi dụng địa thế, đánh cho chúng co giò bỏ chạy. Bởi vì tên của bọn họ chính là người Sit-i-quy, bản năng săn bắt từ ngàn năm qua đã được khắc sâu vào trong xương tủy của bọn họ. Thủ lĩnh quân Nhật vô cùng phiền muộn, nhưng khi bình tĩnh lại, hắn ta nhận ra tộc Sit-i-quy có tất cả 12 bộ lạc, nhưng quan hệ của các bộ lạc không được thân thiện cho lắm, thường xuyên chiến đấu với nhau để tranh giành bãi săn. Cho nên quân Nhật đã xúi dục một bộ lạc trong số đó treo giải một con phố cho bộ lạc Bunun, sau đó kêu bộ lạc đó mang theo rượu ngon thức ăn ngon đến tìm bộ lạc phản kháng ác liệt nhất, giả vờ cầu hòa. Kế sách này quả nhiên có hiệu quả, bởi vì người thủ lĩnh tên Munalu Giao này mong muốn chung của tất cả những người Sit-i-quy chính là có thể cùng nhau đối địch, cho nên anh đã tin tưởng bắt tay với bộ tộc Bunun, ăn uống no say cho tới nửa đêm. Nhưng đây lại chính là kế hoạch của bộ tộc Bunun. Bọn chúng nhân lúc người của Muna uống say, đã âm thầm ra tay diệt sát tất cả người của bộ tộc Muna. Đợi đến khi Muna phản ứng lại, thì thành viên tộc mình đã chết hơn một nửa. Muna lập tức trở lại bộ lạc lấy binh khí, sau đó dẫn theo tất cả thanh niên trai tráng quay lại báo thù. Nhưng nào ngờ đâu, quân Nhật sớm đã mai phục sẵn từ trước. Bọn chúng không những người đông, mà còn có vô số lựu đạn ở khắp mọi nơi. Nhìn thấy tộc nhân từng người một ngã xuống, ngay cả người cha dũng mãnh cũng bị thương nặng, Muna chỉ có thể chọn rút lui. Mà cha anh trên đường đi đã hấp hối. Trước khi lâm chung, cha anh căn dặn anh tuyệt đối không thể để lũ ngoại xâm lược lãnh thổ của mình. Lòng của Muna lại càng nặng trĩu. Trách nhiệm mà người cha dùng cả tính mạng để đổi lấy, anh chắc chắn sẽ dùng mạng của mình để kiên trì theo đuổi. Nhưng ngay sau khi anh trở lại bộ lạc, thì nhìn thấy từ xa bộ lạc sớm đã bị quân Nhật chiếm đóng. Nếu như tiếp tục phản kháng, thì những người trong bộ lạc tay không tấc sắt chắc chắn sẽ bị tra tấn dã man. Muna chỉ còn lựa chọn duy nhất chính là đầu hàng, và điều này cũng chính là lựa chọn hối hận nhất của anh. Tên cảnh sát Nhật Bản này xém nữa đã bị đánh chết. Hắn ta đã đô hộ Đài Loan hơn 30 năm, luôn đối xử với những người dân bản địa Sit-i-quy ở nơi này không bằng cả súc vật. Mọi người đang ăn mừng một ngày vui, vô cùng tử tế mời hắn một ly rượu. Nhưng hắn ta ghê tởm, việc người dân dính máu bò trên tay, không những không nhận rượu mời, mà còn động tay đánh người. Cũng chính vì hành động này đã dẫn phát cuộc phản kháng đầu tiên của người Sit-i-quy trong suốt 30 năm qua, cho đến khi thủ lĩnh của họ Munalu Giao chạy ra ngăn cản, tên cảnh sát người Nhật này mới giữ được mạng sống. Nhưng nào ngờ, trước khi hắn ta rời đi còn cuồng ngôn rằng hắn ta nhất định sẽ giết sạch người bộ lạc này không còn một mống. Người Nhật Bản mãi mãi không hiểu được đạo lý này. Khi một người đã không còn lối thoát, thì nào có sợ thực lực chênh lệch, bọn họ vẫn sẽ chọn đối đầu lại với dòng nước. Những năm này, Munalu Giao vẫn luôn âm thầm chuẩn bị. Anh âm thầm thu thập đầu của những que diêm, chất thành hàng chục hộp thuốc súng, chỉ để đợi đến ngày này. Nhưng đúng vào lúc này, một người Sit-i-quy đang làm cảnh sát cho quân Nhật chạy tới. Anh ta khuyên Muna ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột, bởi vì anh ta đã tận mắt chứng kiến sự cường đại của quân Nhật. Lần kháng chiến này nhất định sẽ thất bại. Hơn nữa, anh ta cho rằng để cho người Nhật cai quản vùng đất này không nhất thiết là một điều xấu. Người Nhật đã xây dựng bưu điện, bệnh viện cũng với rất nhiều cơ sở hạ tầng khác, còn khai phá thêm nhiều nền văn minh khác, giúp cho những đứa trẻ có cơ hội đến trường, giúp chúng ta hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống săn bắt. Sau khi nghe lời của anh ta, Muna lập tức phản bác lại, bởi vì trong mắt của anh, bọn chúng chỉ đang coi người Sit-i-quy là nô lệ. Thanh niên trai tráng mỗi ngày đều phải lên núi kiếm gỗ, giúp bọn chúng xây dựng những thứ kia, nhưng phần thưởng chỉ là một nồi rượu. Phụ nữ còn thảm hơn, người nào xinh đẹp thì bị chúng hãm hiếp. Đa số những người còn lại đều trở thành người hầu cho đám phụ nữ Nhật Bản, thậm chí có người còn bị buộc phải kết hôn với bọn chúng. Đặc biệt là trường học, những đứa trẻ người Sit-i-quy từ nhỏ đã phải tiếp nhận văn hóa của Nhật Bản, phải học tiếng Nhật Bản, còn thường xuyên bị đám học sinh Nhật Bản bắt nạt, khiến cho rất nhiều thế hệ trẻ người Sit-i-quy không còn chút ý thức nào về dân tộc mình. Giống hệt như tên người Sit-i-quy làm cảnh sát cho lũ Nhật Bản vậy. Nếu như lại thêm 30 năm nữa, thì người Sit-i-quy nhất định sẽ không còn tồn tại. Lũ người Nhật còn dày hơn cả lá rừng, còn nhiều hơn đá trong suối, nhưng quyết tâm kháng chiến của chúng ta còn kiên định hơn cả núi.
Nếu như cái mà mày gọi là văn minh là bắt chúng tao phải cúi đầu, vậy thì tao sẽ cho mày thấy niềm kiêu hãnh của những chiến binh hoang dã. Một người Sith IQ thực sự có thể mất đi thân thể, nhưng linh hồn mãi mãi là bất diệt. Lời nói của Muna đánh sâu vào trong trái tim của Ichiro, anh lập tức quyết định gia nhập vào lực lượng kháng chiến. Con nội ứng ngoại hợp cung cấp cho bọn họ kho vũ khí của cảnh sát Nhật. Ngay trong đêm hôm đó, hai đứa con của Muna dẫn theo một đám thanh niên giết chết tên cảnh sát kiêu ngạo kia trước tiên, sau đó lại lần lượt quét sạch CAC thành trì xung quanh. Đợi đến khi Muna thành công thuyết phục hầu hết các bộ lạc còn lại, toàn bộ đội quân đã bắt đầu hành quân về phía Musa. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Musa như thường lệ tổ chức đại hội thể thao trường tiểu học hàng năm. Người đàn ông vung một đao chém đầu tên cảnh sát Nhật Bản, sau đó trước mặt tất cả mọi người nhặt cái đầu lên rồi chạy vào trong núi sâu. Lũ cảnh sát Nhật đều hoảng sợ. Đợi đến khi bọn chúng phản ứng lại điên cuồng đuổi theo sau, thì vừa hay rơi vào bẫy của người Sith IQ. Lúc này có đến 30 người đàn ông lao ra từ trong rừng, ai ai cũng vô cùng thiện chiến, từng dao chém xuống tới tấp, khiến đám quân Nhật này lũ lượt ngã xuống như sung dụng. Sau đó, một tiếng súng thắng lợi vang lên, cuộc tàn sát lúc này mới chính thức bắt đầu. Ngay lập tức, hàng trăm đồng bào Sith IQ đổ về từ bốn phương tám hướng, khiến quân Nhật bị dọa đến hồn siêu phách lạc. Mục đích bọn họ chỉ có một, bất kể đối phương mang thân phận gì, chỉ cần là người Nhật Bản, toàn bộ giết sạch. Mà đồn cảnh sát trấn thủ Musa hoàn toàn bất lực không thể phản kháng, bởi vì kho vũ khí của bọn chúng đã bị người Sith IQ chiếm đóng. Bọn họ càng đánh càng hăng, ai ai cũng giết đến đỏ cả mắt. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 30 phút, Musa đã bị bọn họ quét sạch. Tuy nhiên, người Sith IQ không hề ăn mừng, mà tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị tinh thần quyết chiến đến chết. Bọn họ vô cùng rõ ràng mình sắp phải đối đầu với sự trả thù toàn lực từ phía quân Nhật. Quả nhiên, đám quân Nhật sau khi biết tin lập tức cử quân đội xông tới Musa càng sớm càng tốt. Nhưng nơi này ngoại trừ Seishi chết la liệt ra thì chẳng có lấy một bóng người. Toàn bộ người Sith IQ đã quay trở lại khu rừng. Chỉ có như vậy mới có thể khiến quân Nhật chịu thương vong nặng nề nhất. Nhìn thấy đám quân địch trần trừ không dám tiến vào núi, Muna liền hạ lệnh điên cuồng tấn công từ điểm cao, buộc đám quân Nhật lao về phía trước. Kết quả qua vài lượt tấn công, lính Nhật đã bỏ mạng vô số, rất nhiều tên lính đến lúc chết vẫn không biết rằng vị trí của kẻ thù ở đâu. Thống lĩnh quân Nhật không dám tin, hắn ta vẫn tin chắc rằng đối thủ chẳng qua chỉ là những tên man di mọi rợ không hiểu gì về chiến thuật, cho nên lại phái một đội quân nhiều hơn gấp bội toàn lực tấn công. Nhưng hắn ta không biết rằng người Sith IQ anh dũng đã chuẩn bị từ trước. Bọn họ quyết định rút vào trong núi sâu, dựa vào địa hình linh hoạt khóa cửa đánh chó. Mà lương thực trong núi vô cùng khan hiếm, cho nên tất cả phụ nữ Sith IQ quyết định treo cổ tự tử, đi trước một bước, để lại toàn bộ lương thực cho các chiến binh chiến đấu. Vào ngày quân Nhật xông vào trong núi, lập tức bắt gặp một chiến binh Sith IQ cực kỳ linh hoạt, anh vô cùng xuất chúng, thành công dẫn dụ lũ quân Nhật đến vị trí phục kích. Nơi này không hề có vỏ bọc, chỉ có duy nhất một con dốc mặc dù có thể tạm thời tránh đỡ, nhưng ở gần đó lại có tổ ong vỏ vẽ. Muốn nằm yên một chỗ là điều không thể nào. Không chỉ có vậy, quân đội Nhật chuẩn bị quay trở lại, không ngờ tới vẫn còn mai phục, tường đá quá dốc, quân Nhật không thể cầm súng bằng cả hai tay, không thể chống đỡ lại, bị những người Sith IQ lần lượt bắn chết. Máy bay của quân Nhật ném bom dồn dập, nhưng người Sith IQ xuất quỷ nhập thần, máy bay thực sự vô dụng. Vài nghìn lực lượng vũ trang lại bị 300 tên man di mọi rợ chơi vòng vòng. Thống lĩnh Nhật Bản nổi điên, hắn lập tức hạ lệnh một bên thả bom độc xuống cả khu rừng, bên còn lại mau đi triệu tập. Bộ lạc Munun đã đầu hàng quân đội Nhật Bản, ra giá 100 triệu, treo thưởng cho ai lấy được thủ cấp của Muna. Cho nên, bộ lạc Munun chém giết trắng trợn, đều là những người con Sith IQ. Nhưng bộ tộc Munun có rất nhiều đạn dược, khiến lợi thế về mặt địa hình mà Muna dựa vào lập tức biến thành bất lợi. Thêm nữa bom độc mà quân đội Nhật giải xuống lại nhân đôi bất lợi với quân đội của người Sith IQ. Rất nhiều người sùi bọt mép, cuối cùng tự treo cổ mình. Đêm đến, người của bộ lạc Munun chuẩn bị đánh lén thì phát hiện ra những người phụ nữ đang treo cổ trên cây tự vẫn. Lúc này, linh hồn của bọn họ đã bị rung động sâu sắc. Đều là người Sith IQ, mọi người lại sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho quê hương mình, còn bọn chúng lại trở thành chó săn cho kẻ thù, thật là trớ trêu thay. Cho nên ngày hôm sau, bọn họ chĩa mũi đao về phía quân Nhật, muốn tách rõ ranh giới từ đây. Nhưng có những người từ khi sinh ra đã mềm yếu, đối mặt với ranh giới sống chết, thứ dũng khí giả tạo kia chẳng khác gì cái rắm. Quân Nhật bắt đầu tổng kích tấn công, bọn chúng dùng hàng chục cây súng cối điên cuồng ném bom vào núi, lập tức chiến trường chìm trong biển lửa. Lần này, người Sith IQ đã không còn chỗ để trốn, bọn họ giữ vững niềm tin quyết tử, lao thẳng về phía quân Nhật. Nếu như nền văn minh của chúng mày bắt bọn tao khom lưng luồn gối, thì bọn tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là niềm kiêu hãnh của một chiến binh hoang dã, chiến đấu đến chết. Sith IQ bêu. Lũ quân Nhật độc ác, mau cút khỏi bộ lạc của bọn tao. Đây chính là
sự kiện mưa sa xảy ra ở Đài Loan năm 1930, hơn 800 người xích y quy. Mặc dù không cam tâm dưới sự cai trị lâu dài của Nhật Bản, đã lựa chọn khởi nghĩa, cuối cùng tất cả bộ lạc đã hy sinh anh dũng. Nhưng tinh thần của bọn họ đã gây chấn động toàn thế giới, chết vinh còn hơn sống nhục. Đứng trước đất nước tôn nghiêm, sẽ không bao giờ có lựa chọn thứ hai. Đừng quên lịch sử hào hùng này, những chiến binh giết không chết này sẽ khiến chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn.